Con quái vật ôm chặt một ngọn cỏ, vươn hai chân trước ra, sẵn sàng tóm lấy kẻ ngoài cuộc vô tội tiếp theo. Nếu nhìn thấy nó, bạn sẽ nghĩ rằng nó là trọng tài đang ra hiệu ghi bàn. Nhưng không, con bọ ve này đang săn lùng đấy. Không phải trong một nhiệm vụ máu lửa đâu, ý tôi là nó đang ngồi đó chờ bữa trưa trong tư thế chiến thắng. Nó thực sự được gọi là săn lùng trong thế giới bọ ve. Nhưng hãy trở lại với những thứ kỳ quái và dựng tóc gáy nhé, nổi nhạc lên. Hiện tại nó đang ngửi và quét không gian xung quanh mình. Con quái thú này đang đói và đang chờ bạn đến gần hơn. Chỉ một chút nữa thôi, gần được rồi, và bắt được rồi. Bạn rơi ngay vào ổ phục kích của con ký sinh trùng này và nó đã bò lên ống quần của bạn rồi kìa. Bọ ve không chỉ là cư dân trong rừng, chúng ở khắp mọi nơi, trong công viên thành phố hoặc trong sân nhà ngoại ô xinh đẹp của bạn. Ở đây bạn sẽ không thể nhìn thấy một con đang bò lổm ngổm trên tường nhà bạn. Ý tôi là, theo thường lệ, giống như anh chàng đó. Vâng, anh ta đấy, phóng to lên. Tôi thấy giống như một con bọ ve vậy. Không, phóng to nữa lên. Đó, tốt hơn rồi. Thấy không, đây không phải là bọ ve mà là một con nhện cua. Chính xác là Xisticus. Vì nhện cua có đủ màu sắc và kích cỡ. Ồ, liệu hồn đấy. Còn bây giờ, anh chàng nhỏ bé này có màu nâu, có thể dễ dàng nhận ra từ bốn cánh tay dài hơn của anh ấy. Cẳng tay dài hơn ư? Ở phía trước và bốn chân ngắn hơn ở phía sau. Giống như một con cua, chắc hẳn nhà khoa học đặt tên cho nó cũng nghĩ như vậy. Nhưng chủ yếu cách nó di chuyển đã mang lại biệt danh cho nó. Nó đi ngang như một con cua trên bãi biển ấy. Nhìn từ xa, trông nó giống một con bọ ve. Cận cảnh thì không hề. Cơ thể của nhện cua được chia thành hai phần, giống như bất kỳ loài nhện thông thường nào. Hoặc như cách chung được gọi trong cộng đồng khoa học, Arachnida nhanh bắt lấy dép ta. Thôi được rồi, phần thứ hai là tôi bịa ra đấy. Quan sát kỹ một con bọ ve, bạn sẽ thấy cơ thể của nó chỉ là một mảnh phẳng cứng cáp. Chà, phẳng trước bữa trưa thôi, nó cũng hơi có hình tam giác nữa. Bây giờ, hãy lấy một chiếc kính lúp và nhìn thật gần. Tôi thách bạn đấy. Bạn sẽ thấy nhện cua có 8 mắt, bọ ve thì không có mắt nào. Hãy nhớ rằng, chúng nhìn thế giới bằng cách ngửi bằng chân. Dị thật nhỉ? Bọ ve là ký sinh trùng, là rõ. Chúng hút máu chúng ta và các động vật khác như hộp nước trái cây biết đi vậy. Nhện cua thì chẳng quan tâm đến máu của bạn đâu. Nó săn côn trùng trong nhà bạn ấy. Vì vậy, nếu bạn đột nhiên thấy nhiều con bọ ve bò xung quanh thì nghĩa là bữa trưa của chúng đã vào nhà bạn. Vậy nên đừng phật ý khi chúng không được mời mà tới. Chúng chỉ đi đến nơi có thức ăn thôi. Và tuyệt đối đừng thô lỗ đến mức bom nát chúng đấy. Chúng chỉ đang cố gắng giữ cho ngôi nhà của bạn được sạch sẽ thôi. Chúng là nhện săn mồi nên sẽ ăn bằng cách ra ngoài và bắt đồ nhậu của mình. Không thụ động chờ đợi một tấm mạng tơ làm mọi thứ đâu. Phải, ta đang nhìn mì đó, quá phụ đen. Ok, điều đó không hoàn toàn đúng đâu. Nhện cua cũng như bọ ve, đợi bữa trưa đến đủ gần. Sau đó, chúng dùng đôi chân trước dài đó để chộp lấy con mồi và nhòm nhòm thôi. Và đó là lý do chúng có rất nhiều màu sắc. Các con sáng màu chờ đợi phục kích trên những bông hoa và trái cây rực rỡ. Các con màu nâu thì hòa mình tốt hơn vào cành cây và lá. Và nhện cua có thể tạo ra tơ chứ không chỉ tạo mạng nhện. Chúng dùng chiếc móc neo có sẵn của mình để di chuyển. Và giờ là câu hỏi triệu đô đây. Chúng có đội những chiếc mũ lạ mắt không? Không, thì tôi là nhện cua có độc không? Vâng, chắc chắn là có rồi. Tuy nhiên, phần phụ miệng nhỏ xíu của chúng không bao giờ xuyên qua nổi da của bạn hay thú cưng của bạn. Vậy nên hãy yên tâm nhé. Tuy nhiên, điều tương tự lại không đúng khi nói về người anh họ của chúng, nhện cua khổng lồ. Nó có một cái tên khác nổi tiếng hơn, nhện thợ săn. Và thứ này rất to, và nhanh. Phần phụ miệng của nó có thể xuyên qua da của bạn nên đừng chạm vào chúng đấy. Chỉ cần chạy thôi. Bắt đầu nào. Khi tạo ra loài côn trùng này, thiên nhiên đã nghĩ, hãy tạo một con bướm có gắn đầu cá sấu thử xem. Ồ, và làm cho nó trông giống như một củ lạc nữa. Đó, sẵn sàng. Các nhà khoa học đã ưu ái gọi thứ này là Fulgora laternaria. Nhưng đầu lạc nghe hay hơn đó. Bọ đèn lồng đầu lạc này to lớn và giống như một con chồn hôi. Nó biết cách xịt ra một loài mùi nhằm xua đuổi kẻ thù. Đôi mắt giả đầy hăm dọa trên cánh đó cũng giúp ích nữa.
kẻ mạnh nhất sẽ sống sót trong rừng rậm. Nhưng nếu bạn nhỏ con và không có khả năng tự vệ thì sao? Phương án 1, ẩn nấp suốt đời. Phương án 2, giả làm kẻ xấu xa nhất trong rừng và mọi người sẽ sợ bạn. Con rô bướm của bướm diều hâu voi đã chọn con đường thứ hai. Chớ trêu thay, nó không giống voi cũng không giống diều hâu. Nếu kẻ thù xuất hiện, thứ này sẽ chuyển sang chế độ rắn. Con rô bướm chui đầu vào thân mình như rùa. Nó phồng người lên và trông giống như một cái đầu rắn. Nó có mắt giả và mọi thứ luôn. Ồ, trông nó nhập vai chứ kìa. Nó lắc lư sang hai bên giống hệt như một con rắn. Bất cứ điều gì sắp nuốt nó sẽ nghĩ: ồ ồ, thôi, ta đi đây. Bây giờ hãy trở lại với nhện nhé. Nhưng đợi đã, không phải tất cả bọn chúng đều giống những cơn ác mộng biết đi đâu. Hãy đến Hawaii để tìm nhện mặt vui. Khuôn mặt thật của nó có lẽ không đặc biệt vui vẻ đến thế cho một loài nhện, nhưng hoa văn trên lưng của nó chắc chắn trông rất vui khi gặp bạn. Sự thật thú vị, và đó là việc của tôi ở đây. Hoa văn có thể thay đổi do thức ăn của nhện. Tôi sẽ trả tiền để xem nó trông như thế nào khi ăn đồ cay. Wow, coi chừng! Một con ong bắp cây khổng lồ đang lao vào bạn kìa! Không, tôi đùa thôi, nó chỉ là một bậc thầy ngụy trang khác thôi. Đây là bướm ong bắp cày. Nó không có ngòi nên không cần phải lo. Và con bọ này cũng đã học cách bắt chước các chuyển động của thần tượng thời trang của mình, ong bắp cày. Nó bay với chuyển động dần nhanh. Với bọ lá, mọi thứ đều rõ ràng. Nó đi lại và có vẻ ngoài giống một chiếc lá cây. Đến cả từng chi tiết tinh tế nhất luôn. Nó còn có những đốm nâu xung quanh các cạnh để trông giống như chiếc lá khô. Và trứng của chúng thì trông giống hạt trái cây nữa. Sự ngụy trang thật tuyệt. Nhưng Houston, chúng tôi có một vấn đề đây. Con bọ phải nằm bất động trong phần lớn của cuộc đời mình. Cứ ngồi đó chờ bữa trưa đến và hy vọng kẻ thù của chúng không bắt quả tang. Và đây là phần thú vị nhất. Khi cần di chuyển, con côn trùng bắt đầu nhảy múa như một chiếc lá đang phập phồng trước gió. Bọ ngựa ma cũng đã hoàn thiện nghệ thuật bắt chước chiếc lá. Chỉ có điều, anh chàng này thích diện mạo mùa thu hơn. Nó giống như một chiếc lá nhầu nát màu nâu rơi khỏi cây vậy. Bọ ngựa có thân mỏng và màu sắc phụ thuộc vào lượng nước bên cạnh cây của nó và có bao nhiêu bóng bên dưới cây. Khi loài côn trùng này ẩn náu, thì việc tìm thấy nó là điều không thể. Hay bạn thích vẻ ngoài kiểu cành cây hơn? Và tôi xin giới thiệu với bạn, bọ que. Loài bọ này sống trên cây và hầu như không di chuyển. Bạn đang nghĩ, ok, tôi đã nhìn thấy mấy con này ở sân sau nhà mình, chả có gì. Được rồi, nhưng bạn đã nhìn thấy bọ que Gargantuan chưa? Con to nhất từng được tìm thấy dài bằng lưng của bạn cơ đấy. Con bọ dần sao chép những cái gai đơn giản. Tuy vậy, thế còn hiệu quả hơn một chiếc lá vô hại. Cái tên của bọ gai đã nói lên tất cả. Chạm vào ta đi và người sẽ bị trích. Nhanh đi đồ nhát gan. Nhưng nó đã tuyển dụng những người bạn của mình để giúp đuổi kẻ thù. Chúng tụm lại với nhau và biến một cành cây không gai nhẵn nhụi thành một nơi đầy gai nhọn đau điếng. Những con chim đó nhìn thấy thứ này, chúng thông minh đấy và quyết định không hạ cánh xuống đó. Này, ai đã quên đóng cánh cổng dẫn đến vũ trụ song song đầy quái vật huyền ảo này vậy? Trên thực tế, bạn vẫn ở trên trái đất và chia sẻ hành tinh với thứ này đấy. À, đó là nếu bạn đang ở Đông Nam Á hoặc Úc. Đây là cách các nhà khoa học gọi nó, Cretonotus gangis, nhưng tôi sẽ gọi nó là bọ xúc tu. Phải rồi. Bọ xúc tu thường không giống như thế này, mà giống một con bướm đêm bình thường, vì anh ấy chính là bướm đêm mà. Nhưng khi cố gắng thu hút bạn tình, anh ta bắn hai cặp xúc tu khổng lồ từ phần dưới của mình. Với con cái, chất phun ra từ bướm đêm không phải là chất độc mà là kích thích tố. Thứ đó giống như các chất hóa học thơm thu hút phái nữ vậy. Và nó hiệu quả đấy. Hey, mỗi người một sở thích. Năm 2012, các nhà khoa học của Harvard đã phát hiện ra 60 loài côn trùng mới trong rừng Suriname. Phát hiện chính là một con bọ bất thường với đôi mắt châu chấu và lông bạc kỳ quái. Họ gọi nó là bọ lông dựng vì đôi khi bạn chỉ cần gọi nó theo vẻ ngoài của nó thôi. Chiếc đuôi màu bạc đó là một loại sáp mà côn trùng tiết ra để đuổi kẻ thù nữa. Nó cũng làm đệm cho con bọ tiếp đất khi bị rơi xuống. Hãy tưởng tượng bạn thức dậy vào sáng nay, ăn sáng và tiếp tục việc của mình. Nhưng thay vì quần áo, bạn lại dính bánh mì nướng, trứng bát và thịt xông khói chiên vào người. Kỳ quặc, vâng, nhưng bạn có thể làm gì khác đây? Trên đường đến trạm xe buýt, một con chim có thể xà xuống và tóm lấy bạn.
Được rồi, kỹ thuật này phù hợp với sâu bướm ngọc lục bảo. Con bọ dính các cành hoa vào người nó và măm măm chính các cành hoa đó luôn. Đó, giờ phép tương đồng có lý rồi này. Khi bộ đồ hoa này bị hỏng, sâu bướm sẽ thu lượm một bộ mới. Nó dùng tơ của mình để dán các cánh hoa lên. Và cứ thế, chu kỳ cuộc sống của anh chàng này diễn ra với trò trưng diện mỗi ngày.